giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được, được không, rồi cái là mình quyết định bấm đó, nút luôn. Thấy chưa, đó ông nôn dữ lắm rồi, bây giờ ông bây giờ là ông luôn. Chỉ muốn ôm chặt luôn đó, đó rồi đó. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được ha? Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai với anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Đây. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Kính chào hai idol, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào anh người lạ. Chào người lạ ơi ạ. Chào người em. Người lạ ơi, cho tôi mượn rồi, bye bye. Em giới thiệu đi nào. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Pha, hiện tại là 28 tuổi và em đến từ Long An, đang là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước. Là quốc lộ 50 đi xuống đó ha? Dạ đúng rồi. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha, pha đó hả? Dạ. Xăng pha nhớt. Ủa pha của từ pha, pha sáng đó, chị từ pha nó sáng lên á. Em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại là con có cái tính là hay vui lắm, nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà cứ lợi dụng nó sơ hở, là dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giả cái dây đùi non nó, xong nó đau quá nó dính vô quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Ừ. Dạ cũng hay đi soi mói. Trời ơi. Đi... không phải là mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá, hoặc là chỗ này bẩn quá, à. Gọn gàng ngăn nắp lên, chăn mền mùng mền con này 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội, rít quá là ngủ không được, đi làm về mà được ra trực là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã, mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó, liền sực lên, nóng tính quá mà, nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà cãi lại chị một cái là vỡ được cái ly. Xèng một cái ly nó rất là bụp. Rồi con em né được không sao? Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Rồi dạ, chàng gái xinh đẹp. Nóng quá không tốt đâu ha. Họ nhịn á, họ nhịn riết á. Rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chấm thớt đó đúng rồi không? Phải nóng trong kềm hoài là phải có chỗ xả. Thì thường là lúc đó đi về nhà. Cho đấy, nên là cái người chồng là phải hiểu thông cảm và rồi, phải chịu đựng. Rồi. Vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao xa Pha? Pha thấy ổn không? Sao em thấy đổ mồ hôi quá. À, bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm. Hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người. Có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Rồi, tốt rồi. Vậy là khỏe rồi, đâu quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019. Cũng lâu rồi anh. Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận, em ở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp truyền hình số mặt đất luôn. Rồi cũng có lắp wifi, thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông. Nói chung trải nghiệm cũng nhiều, cuộc sống các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta hỏi đang ta bên đây ta tò mò nè. Dạ em nghĩ là còn. Còn gì nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn. Chứ không phải còn zin mà còn trong thùng rồi, khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị xét đúng không? Dạ. Em nghe không, em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ.
Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết. Cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em em cũng vậy hả? Trời ơi. Rồi đập qua đập lại rồi. Chuyện tình duyên của em sao? Con thầy chị trải qua hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực, thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang xe ke, con mới về kêu là hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhất. Xong rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà hỏi trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc loè loẹt á chị. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sao muốn tay không chị? Không luôn. Ủa sao muốn tay đẹp điều dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy có người người ta sơn móng tay 10 ngón, người ta sơn đủ 10 màu luôn á, em thấy em sợ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích. Còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á, mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan cái ly đó gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Ừ, em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học vỏ mà anh dùng vỏ chứ ghen mà. Nhưng mà em thấy học, học vỏ không phải là để đánh ghen hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học vỏ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được. Em có hình mẫu gì nè? Hình mẫu của con là không hô, không hôi, không hói. Hói sơ sơ như chú Quyền Linh thì cũng được á. Hói sơ sơ như chú Quyền Linh là chấp nhận được. Yeah. Em đầy đủ, những cái đó là không có... Có hết hả? Không có những cái... Nói cho nó rõ. Tự nhiên nói em đầy đủ. Khi ta giật mình. Không có những cái... Không hô. Cái đặc điểm đó. Đó, không có được. Tráng cao thôi à. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp 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 đi giày luôn. Đi vô sạch luôn. Sạch luôn đó. Ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Dạ. Mày đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai thì về cái hình thức bên ngoài thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha. Tôi thấy cô dễ thương. Hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Bây giờ mình thấy là nên mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Pha. Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Đó là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây là... mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà. Khá là gọn gàng. Em có thích đi chơi, đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi, về Long An, về Long An liền. Yeah. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến đây mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. Em biết nấu món ăn nào về miền Tây không? Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Ồ. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ.
Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không quang thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ được. Đó, thấy chưa? Hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được đó. Ôm. Rồi đó. Đó, rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi, ấm quá cô ạ. Có mùi không? Dạ, chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau, thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó, nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không, rồi cái là mình quyết định bấm nút luôn. Thấy chưa, đó ông nôn dữ lắm rồi. Bây giờ ông bây giờ là ông chỉ muốn ôm chặt luôn. Đó, đó. Rồi. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được ha? Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai với anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Hùng luôn. 3, 2, 1, bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thấy hai người được quá. Được. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc, hôn nhau, hôn hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng, bà muốn tập thùng dữ lắm rồi. Em trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa, ôm nữa, ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Thôi. Hôn môi không? Thôi. Làm luôn. Ôm gọn chân nội ơi. Cứ ôm thế. Tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúng ta sẽ ôm nhau cả cuộc đời và sử dụng Amity. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Máng lên. Rồi. 7 năm qua tôi mới thấy một cái ôm nó chặt như thế, đẹp như thế. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc giữa Pha và Hảo. Không cái nữa. Em cầm mà chứ đúng không? Em bồng bạn nữ xuống. Lên cầm cho anh bồng. Thôi vậy đi thì cầm cho dễ ôm. Rồi. Cặp này làm đám cưới chắc luôn rồi. Ôi sáng hôm qua trên quê hương tôi. Linh mãnh liệt thiệt á. Linh hạnh phúc lắm, thật sự nè. Mình cũng hạnh phúc nhưng mà trời ơi. Họ ôm nhau mình, họ hạnh phúc một, mình hạnh phúc 10 đó. Đúng rồi. Rất thích như thế. Ôi, thật sự hôm nay là một ngày. Ưu điểm của em đó là em làm ngon ạ, chăm chỉ và rộng cộng tác ạ.
Điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát. Có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị. Rồi, ngồi đi em. Bạn gái tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào chị Cả Tương. Chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh Bên Cạnh ạ. Rồi, chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Cá Thị Thơ ạ. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang làm điều dưỡng tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe giọng dạ. Nghệ An. Dạ, đúng rồi ạ. Mời chàng trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi tới anh Quyền Linh cùng chị Cá Tương cùng quý vị khán giả là và bạn gái Bên Cạnh. Em tên là Phan Bá Tiến, em đến từ Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện đang hướng chị. Hiện đang làm cơ khí chế tàu máy ở phường Thạc Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Năm nay em 32 tuổi. Rồi, vậy thì hai người ở Nghệ An rồi, khỏe rồi. Dạ. Bạn gái bắt đầu câu chuyện đi, chúng ta có những khuyết điểm, ưu điểm nào? Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ và sống có nguyên tắc ạ. Còn khuyết điểm của em thì em ít nói và mắc bệnh sạch sẽ quá chị. Mấy cái người sạch sẽ này thường xuyên là tắm lâu lắm à, có không? Dạ có. Trời ơi. Tắm bao lâu? Dạ cũng khoảng một tiếng nữa. Thôi thấy chưa? Thì nhiều khi tắm mà em nghỉ cái này nghỉ cái kia thành ra nhiều khi vô đó ngủ chứ tắm gì. Bạn Nam tắm bao lâu? Dạ em cũng tắm cơ 30 phút đó chị. Trời đất ơi. Rồi thôi được rồi. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em gì em nói luôn đi em. Dạ, điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà, chơi thể thao giỏi tất cả các môn ạ. Em cũng là một vận động viên chạy của huyện nha. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát. Có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Rồi bây giờ em giới thiệu em tự hát bài. Em hát bài quê em. Rồi, đúng rồi, làm, về sự nghề cùng anh. Rồi. Quý vị cho một tràng vào tay ạ. Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ nghề với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghề nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa, gừng cây mũi mằn tiếng nói nọ giống ai. Rồi Dương hay rồi, nhiều đó là hay rồi. Nói chung là Nghệ An đầy nắng gió cũng có rất nhiều cái khó khăn ha. Bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ mình trải lòng mình ngày hôm nay nha. Dạ. Thôi bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Lý do tại sao? Chắc là do người hình em không được xinh. Rồi môi trường làm việc của em thì hầu như là nữ ạ. Vì em ít nói nữa nên là họ rất là khó gần. Nói chung là chưa có nụ hôn đầu đời. Dạ chưa, chưa cầm tay luôn chị. Trời ơi. Thấy chưa, còn em có mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình hồi lớp 6. Rồi, trời ơi. Và một mối tình thì em cũng đi làm được một năm. Kéo dài là 3 năm 8 tháng 17 ngày. Trời ơi. Và cô ấy, khi em quen thì cô ấy rất là khỏe mạnh. Nhưng mà sau khi cô ấy đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2014. Thôi, chia buồn với em nha. Dạ vâng. Nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại những cái trang tình sự mới nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nam ngoài hình thì dễ nhìn ạ. Cao hơn em chút xíu là được ạ. Em hơi
cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi, bạn trai cao nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m68 thôi à. Được không em? Được rồi. Dạ được chị. Về tính cách thì em muốn anh nó chín chắn chút xíu ạ. Có chị câu tiễn. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tính toán quá chí lý á chị. Và keo kiệt ạ. Em có keo kiệt không? Không, em là một người rất là lãng màn, rất thoải mái, sống điềm đạm. Như vậy là tốt rồi. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều em quan tâm nhất đó là cùng quê. Nhưng mà điều em quan trọng nhất đó là biết kính trên nhường dưới. Và chăm chỉ làm việc, có hiểu. Vậy là hôm nay em cũng hợp lý rồi đó. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái đó là mình cùng quê. Nhưng mà giờ em định là mình lập nghiệp ở đây hay là mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Bình Phước thì em có một miếng đất nhỏ. Lập nghiệp ở Bình Phước thì em phải bán ở quê. Có nghĩa là ở Bình Phước em cũng có miếng đất rồi, miếng mà đất ngoài nhỏ. Quê thì cũng có nhà luôn rồi. Có nhà và có một miếng đất riêng. Nhưng mà bản thân em là em muốn ở Bình Phước hay là muốn về quê? Thì là tốt nhất là em ở nơi nào đó mà gần nội và gần ngoại để em bảo hiểu và được chăm sóc bố mẹ cả hai bên. Rồi, để chị hỏi cái này một cái. Em có thích làm dâu không? Dạ, em làm dâu được chị. Em muốn lập nghiệp ở trong Nam hay là em muốn về ngoài miền Trung? Dạ, em nghĩ là lập nghiệp ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đâu mà công việc của hai đứa đều ổn định, phát triển thì rồi, đều được ạ. Tốt. Một cái chặng đầu đã qua. Nhưng bây giờ là em đang ở Bình Phước nhưng mà cổ ở Đồng Nai. Vâng. Rồi hẹn hò em có thấy có trở ngại gì không? Dạ không ạ. Em sẽ đi Đồng Nai và ít nhất thêm một tuần em sẽ lên bạn gái vào ba buổi. Rồi nếu được thì bao giờ em tính là tiến tới hôn nhân? Tết này là thời điểm thích hợp. Tết này là thích hợp. Vâng. Tết này có nhanh quá không em? Được không? Dạ em thì thời gian cũng không quan trọng đâu chị. Quan trọng là cả hai đứa đã hiểu nhau hay chưa thôi ạ. Ok thôi vậy chị đã được thấy được rồi đó. Hợp rồi đó. Dạ. Rồi, họp tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Vấn đề chỗ là cố gắng tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt. Để mình đi về Nghệ An mỗi năm nó có đôi thôi mà. Dạ. Tết anh thường về quê với ai? Dạ, em thường về một mình thôi anh. Bạn trai thường về quê với ai? Với chú hoặc là một mình, cũng là một năm em về 3 lần. Thôi lần sau đừng đi với chú nữa. Dạ. Đây có mối rồi ha. Thí dụ như giờ em lên Bình Phước ở được không? Nếu mà ở đó công việc của em tốt thì có thể được. Em làm điều dưỡng đúng không? Dạ, đúng ạ. Điều dưỡng có thể xin Bình Phước được. Bệnh viện Bình Phước to lắm. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, như vậy là ổn rồi. Dạ. Anh thấy hai cặp đôi này hợp lý đó nha. Đúng đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân ạ. Rồi, cho chị gặp bạn của em nha. Em là bạn thân của Thơ, học chung từ hồi cấp 3. Em thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân mà sớm hơn thì có thể thì là tốt nhất. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với hai người em họ. Em họ, vâng. Rồi cho gặp đại diện bên đàn trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Con bổ sung thêm một chút là anh của con đó là rất chăm chỉ đi làm về, không rượu chè hay là hút thuốc, không tụ tập gì hết, chỉ về nhà phụ giúp gia đình thôi. Em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới. Nhưng mà con thấy chị gái bên kia được không? Dạ rất xinh ạ. Hợp với anh trai con không? Dạ hợp. Hợp ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Dạ em chào. Thôi, anh ạ. Thôi chào em. Dạ. Anh có bó hoa buổi lần đầu gặp mặt để tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Và anh có món quà này sô-cô-la. Dạ. Và đây là có một cái món quà mà anh muốn tặng về giữ chân một người con gái. Chu đáo quá ha. Hoa rồi kẹo rồi còng chân nữa. Em cảm ơn ạ. Rồi. Em cũng có một món quà tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Là cái gì vậy em? Anh có thể thử băng chiếc thịt lưng của em được không ạ? Ừ, mở ra đi em. Anh có thể tháo thịt lưng của mình ra. Không và... cần tháo đâu, đeo đi. Đeo đi. Tháo nó tuột vô chừng mệt lắm. Đeo luôn đi, đeo luôn đi. Đeo luôn đi. Cởi ra cởi vô nó tuột mất công nữa. Rồi ngồi ghế đi hai bạn. Rồi chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào ạ? Em rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Anh rất thích cái phong cách của em. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Cả hai đứa thì phải quan tâm, chia sẻ và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau ạ. Rồi dạ. Anh cũng vậy. Em có thích một người đàn ông lãng mạn không? Em rất là thích. À, anh cũng rất là lãng mạn. Hẹn hò thì anh sẽ là người chủ động. Một tuần anh sẽ xuống em khoảng 3 lần. Được. Anh sẽ xuống qua 5 giờ rưỡi. Dạ. Và anh có một câu nói như thế này. Là nếu em muốn chọn một người đàn ông
dựa vào và những có một bờ vai vững chắc những khi mệt mỏi và có những cuộc sống hạnh phúc thì người đó là anh. Còn nếu em chọn một cái người đàn ông có sự giàu sang và anh không biết là sau này anh có làm được không, nhưng mà trước mắt thì cuộc sống của anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng nói với em vậy để em có sự lựa chọn riêng mình. Nếu anh cho em lựa chọn vậy thì em sẽ chọn anh ạ. Một con người mà cho em bờ vai vững chắc. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra, nếu như có một sự việc nào nó bùng nổ trong cái việc cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì ai sẽ là người xuống nước trước, ai sẽ là người xin lỗi? Trong những cái lần cãi vã thì anh sẽ là người xuống nước và anh sẽ im lặng. Khi nào mà anh sẽ cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói chuyện với em và tạo cho em cái niềm vui và cái sự tự tin để em quên đi cái nỗi giận. Có thể là anh sẽ đem em đi ăn những cái món ăn ngon nhất mà đó là sở thích của em. Và có thể là đem em đi quán cà phê và dành riêng cho một phòng nào đó để em tận hưởng những cái không khí âm nhạc cùng anh. Em hãy hỏi em có về Bình Phước với anh không? Dạ được. Okay. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Nút bấm nè em. Đó, cùng quê, cùng nhiều quan điểm và cảm giác rằng cũng hợp với nhau. Rất là nhiều người đang chứng kiến chúng ta trong cái giây phút này. Một cái bấm nút là trao đi cái duyên của mình. À, bạn gái chưa hề có một mối tình nào. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chúc mừng chàng trai Thanh Trương nhá. Nào, nắm tay nhau nào. Diễn Châu và Thanh Trương. Ủa sao mang đôi giày kỳ vậy? Chú là người chuẩn bị cho em. Em đã chuẩn bị rất là dây. Dây này là bộ đồ của ngoài kia. Còn cái dây tây, nhưng mà cuối cùng là lại nhầm, lại không mang đôi giày đó và mang đôi giày này. Rối quá đi nhầm đúng không? Thôi, chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng thuộc về các bạn. Em gái cảm nhận cái nắm tay đầu đời như thế nào? Run chị. Run. Và bây giờ thì hãy có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái giây phút rất đẹp này của hai bạn. Xin phép ban. Xin phép em nhé. Pháp ở Việt Nam em được khoảng 20 tình. Từ xưa giờ em thích người Việt Nam không ạ? Các bạn đó nhậu nhiều lắm. Các anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi ngồi đi em gái. Mời bạn Nam giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và xin chào mọi người ở trên trường quay và đang coi trên TV và YouTube. Em tên là Phan Thị Trí Tài, em 27 tuổi. Em sống và lớn lên ở châu Âu, chính xác là ở Paris, Pháp. Được 22 năm. Và em làm nhân viên sale ở công ty Pháp. Tức là em từ bên Pháp em về đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi, em biết chương trình này từ Pháp lận. Từ Pháp lận dạ, hả? Dạ. Em sao không cứ lấy kiếm vợ bên Pháp và quay về Việt Nam để kiếm vợ? Dạ tại vì bây giờ em muốn em rất thích văn hóa Việt Nam, xong em bây giờ muốn tìm hiểu phụ nữ Việt Nam. Và em thấy phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp. Ở đây ở Việt Nam em còn ai không? Dạ em ở đây còn còn mẹ em và còn em trai em. Em lớn lên em đi với ba ở Pháp rồi xong lớn lên đến bây giờ mới về lại Việt Nam. Cũng nói tiếng Việt cũng còn rành, còn nhớ tiếng Việt quá hả? Dạ em nhớ. Rồi chương trình bạn muốn hò chào đón em. Em cảm ơn. Phan Thiện Trí Tài ha. Rồi, Việt Kiều ở Pháp, giới thiệu cho anh ấy nghe về mình đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chị chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia và mọi người ngồi dưới khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Trúc Đào, hiện tại là 26 tuổi 6 tháng 8 ngày. Trời ơi, nhớ rõ như vậy đó hả? Dạ, tại vì ngày sinh nó hơi đặc biệt một chút nên có hơi nhớ. Tại là sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang làm công việc là chuyên viên thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố.
Khi mà em nghe ảnh là Việt Kiều Pháp thì em có cảm nhận gì không? Em cũng hơi bất ngờ vì em không nghĩ là sẽ chương trình sẽ chọn em một người này ở tận Pháp luôn, mặc dù em thích sô cô la Pháp lắm. Đợt này em về đây được bao lâu em trai? Dạ em đợt này em về đây được 4 tháng rồi. Em ở bao lâu nữa mới đi? Em ở còn thêm mấy tuần nữa rồi xong em đi, rồi xong sau đó em định về lại nếu em tìm người nữa của mình. Bây giờ chỉ cần em... một cái lý do. Dạ em đi về luôn. Đừng có lo, người ta đi là người ta sẽ về lại. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em có thể hát, tuy là không biết tùy tâm trạng, mình là hát cũng nhiều lúc thì chắc không vô tâm. Còn khuyết điểm em là gì em gái? Khuyết điểm của em thì chắc là nói nhiều nên là hơi lan man một chút. Trọng tâm nó quay chỗ khác, nó không còn giờ, không còn tại điểm đó nữa. Dạ bạn gái ơi, bạn gái bên kia sở thích nào mà bạn hay làm bạn vui? Em thích hát lắm anh. Vậy hát cho anh nghe em bài đi ạ. Một chút xíu gặp mặt mình hát nó cảm nhận hay hơn. Ok. Cho em xin phép bắt đầu hát một bài bằng tiếng Pháp đi. Vậy sau tí nữa em sẽ hát lại một bài bằng tiếng Việt. Ok. Cho em xin phép. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Merci beaucoup. Bây giờ em nói cho cô gái kia biết là những cái ưu điểm và khuyết điểm em là gì đi. Dạ, ưu điểm của em á là mấy cái gì mà mới này nó làm em hơi căng thẳng lắm. Mấy cái gì mà em chưa có bây giờ làm. Cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm của em, xin lỗi. Khuyết điểm của em là em hơi căng thẳng và hơi thấy gục gà mấy cái đồ mới. Và cái ưu điểm của em á là em á là một người á, để cho mà vượt qua bản thân em là em luôn luôn thử thách mấy cái gì mà làm em sợ. Giống như bây giờ này em tham gia chương trình này để cho vượt qua cái sự nỗi sợ nhất của em là lên chương trình, xong tại lần đầu tiên em lên đây. Xong dạ em thích thể thao, em thích thích văn hóa, thích nước Việt Nam. Về Việt Nam cũng mong muốn được cho nước ngoài biết nhiều về nước của mình hơn. Hay quá. Dạ. Em có định hướng là sau này mình sẽ sống ở Việt Nam không? Em có dự định đó là tìm hiểu thêm về Việt Nam để cho làm cái ngành mà em muốn. Lại muốn là nghĩa là người dẫn chương trình mà chỉ là về văn hóa ở châu Âu và châu Á, về thể thao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Ở Pháp và ở Việt Nam em được khoảng 2 mối tình. Được khoảng 2 mối tình? Dạ, khoảng 2 mối tình. Mới dài được 1 năm rưỡi. Tình yêu nó hết rồi xong không có hợp nữa. Hai hướng nó đi khác nhau với cái tánh tình nữa. Em yêu người Pháp hay là người nước nào? Dạ, em xong biết từ xưa giờ em thích người Việt Nam không mà. Còn bạn gái? Bên mình... kia? Em cũng được 2 mối tình. Một mối tình là ở thời đại học, cũng khoảng 5-6 tháng. Một mối tình cũng gần đây, khoảng hồi năm ngoái, và cũng 5-6 tháng luôn. Lý do sao chia tay, quen ngắn không vậy? Của thời đại học thì là cái bạn đó gia trưởng quá. Cái mối sau là chắc là nho nhậu quá chị. Ai nhậu? Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Em hỏi coi, ảnh Minh biết nhậu dạ, không? Cái anh bên kia, anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu. Dạ. Được không? Dạ được, dạ. Trời, quá rồi. Tốt rồi chị. Quá tốt. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn bạn trai nó chung thủy, cởi mở một chút. Anh đó tự lập. Giống như là em có thói quen chia sẻ công việc. Anh đó thì đừng có gia trưởng. Anh không có gia trưởng đâu em. Dạ. Ta sống nước ngoài mà gia trưởng gì. Ủa bạn trai em dạ. Có biết làm công việc nhà rồi công việc ở gia đình không? Dạ em thì em ở Pháp á. Em thì sống hồi nhỏ thì sống với bố 18 tuổi là em ra ngoài sống. Xong phải nếu mà không có biết làm việc nhà hay là nếu không biết nấu ăn á là mình ở bên nước ngoài là mình chết thôi. Nên rồi cái đó yên tâm không? Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Cao 1m7 trở lên. Vì em hơi lùn. Em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. Tại nhìn khuôn mặt sáng lắm. Như với lại
thích những người mà hay cười. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Về vuốt keo sẽ đinh. Xuống muốn đầu láng mới khó nha. Đầu đinh thì ta có tóc rồi, chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Chị thấy là không có tóc mới sáng đó. Sáng khuôn mặt thôi chị, còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nó giỡn thôi. Rồi bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ một người lý tưởng của em á là một người quan trọng gia đình, có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời em á, cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm, nên là em muốn có một người đó cũng tích cực. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi, ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp, ba vòng là phải có điện nữa mà. Dạ vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. Bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với em thêm cũng được, tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không, còn 2 vòng kia thay đổi được ha. Dạ vòng 1, dạ trời ơi, giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Gái có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Khuôn mặt ở tròn không? Nãy giờ em cảm nhận anh trai Vinh này như thế nào? Dạ anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80-90 gì đó. Vời quá rồi. Nhưng mà em hiền hay không thì em cũng không biết nữa. Tùy tâm trạng lắm anh. Hát cũng tùy tâm trạng, mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa hả? Dạ. Giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa cái này là sao anh biết cho hay à? Cái tâm lý nhiều người vậy mà. Ai cũng vậy mà. Dạ. Em buồn buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, ta quăng chị thì quăng hết. Tiền như thế nào trong cuộc sống? Tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Em có sở thích là đếm tiền. Em đếm và em xếp thôi. Dạ. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á, thì em bóc cái bút với là tiền và cầm tiền không thả ra luôn, ngủ luôn mình vẫn cầm. Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm, nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Có nhớ hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu. Chắc ngày nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không đến đâu, mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày lần. Trời. Này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủi tiền láng hoa nữa không? Xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ô, em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? Để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Mà nói chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có Hello em. Xin chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ, cảm ơn. Style màu đen dữ. Dạ em cảm ơn. À nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ tùy về hai bên. Tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh. Mình mà lấy là sẽ lấy rất lâu dài. Lấy để tại em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay. Cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. Nhiều dạ, chuyện đúng rồi, quá nhiều chuyện. Đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham tiền được không? Thì cái đó thì hai người cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện. Em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Cùng tốt với nhau quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau á thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Rồi, nên, vậy dạ. Là tốt rồi. Ha, cái cũng rất là đáng quý, bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Dạ. Còn bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ. Bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối Việt Nam. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ, chào chú ạ, chào cô ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Tôi là ba của Trúc Đào.
và ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai bên, hai cháu nó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hoặc Quyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên. Đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị trên. Bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Không biết là mẹ có ý kiến gì thêm không mẹ? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi vậy tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ em đi với mẹ yêu thương của em. À có mẹ đó, hả? Dạ. Xin chào Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào Nguyễn Linh. Dạ chào cô. Dạ chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Chí Tài. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành. Tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Hai đứa hãy cho nhau một cơ hội, phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng ta đến với giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Gặp cô gái sẽ hát cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái nghe để cảm nhận về nhau nha. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ. Tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Hoa gì vậy em? Hồi nãy mẹ nói mình là hoa. Dạ. Sống đời. Dạ. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh. Đẹp quá. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, có người hồi nãy hướng. Em cũng có nói là em có thích hát á. Bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Chủ yếu hát cho bạn Tài nghe đó. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. À, chị giới thiệu với bạn trai luôn. Dạ. Là cái đồng hồ đó đó. Dạ. Là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Trường vay quá vậy? Dạ chắc nó, nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó em đọc đi. Nó nghĩ gì vậy? Dạ thì tại em không biết đâu. Cái này là ngôn ngữ thế giới ai cũng biết hết anh. Vậy hả? Dạ nhìn thấy trái okay. tim là biết rồi. À dạ. Ok. Dạ. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho rồi, phải cho dạ. anh hát lại nha. Cho anh hát dạ. Cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu lâu quen. Anh mà yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ quen nhau rồi, mình luôn mình cùng chung lời nhé em người ơi. Anh sẽ bên em hôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành cho con tim nguyện trao đến em. Dễ thương quá. Anh thấy em rất dễ thương, có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều, hay là họ họ ở đó xong ở gần gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ. Tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ anh nên... ăn nhiều nhất là món gì vậy? Ăn bơ, ăn uống nước dừa, ăn long mấy nhiều trái cây lắm quên tên rồi. Ăn trái cây nhiều đẹp lắm hả? Anh ăn hoài thấy có đẹp đâu. Em đam mê đồ ăn Việt Nam lắm. Biết ăn mắm không? Từ 69 đến 77kg luôn. Chí Tài biết ăn dạ. mắm ruốc không? Dạ ăn mắm thì nó mặn mặn thì cũng ăn được mà không phải là thích lắm. Món đó em thích lắm. Thôi, nên là lâu lâu em sẽ anh ăn. Anh đâu có nói, anh đâu có nói là anh đâu có thích đâu, anh thì ăn gì cũng được hết. Dạ. Thì rồi, bây giờ, ăn gì cũng được hết mà. Rồi, cái chuyện ăn được rồi, bây giờ dạ, cái yêu,
yêu xa sao nè? Công nghệ thông tin đó hiện đại rồi, xong bây giờ có nhiều cách để liên lạc với nhau, để quen nhau, không phải giống như hồi xưa, giống như bố mẹ của mình là phải là một tháng hay là ba tháng gửi thư này nọ ra bưu điện. Em thì chắc có nhiều lúc em cũng thẳng tính lắm, giống như là tát vô mặt người ta vậy đó, nên nói trước để anh chuẩn bị tâm lý. Anh cũng thẳng tính lắm, anh thẳng tính và rất kiểu thật thà lắm, nên nghĩ gì nói đấy. Mà em có sẵn sàng đi du lịch đâu, tại bây giờ còn có mấy ngày nữa, nên em nếu em muốn đi du lịch đâu quá thì anh có thể lấy xe máy anh chở em đi. Trời ơi, đi xe máy được luôn hả? Dạ bằng em lái chưa? Em dạ có luôn, tại em học hỏi cái gì cũng rất nhanh lắm. Mà em dạ. Bây giờ có tập thể thao gì không? Em thì là cũng thích tập thể thao lắm, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì tập thể thao là đâu phải tập 1 hay là 2 tiếng đâu. Đúng tập rồi. Nữa tập nửa tiếng hay là kiểu tập thể thao là nghĩa là đi bộ cùng ví dụ người yêu hay là gia đình. Thôi giờ mình vô cái chuyện tương lai đi. Dạ. Tập thể dục thể thao hoài cho nó sáng luôn á. Trong tình yêu em thấy gì quan trọng nhất? Sự chung thủy là quan trọng nhất. Dạ. và sự tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm của anh là phải là một người thích chia sẻ. Anh thì cũng có dự định định cư ở Việt Nam. Dự định của anh đó là về Việt Nam để làm MC về văn hóa, về thể thao. Ta chỉ còn có khoảng 30 giây nữa thôi. Dạ. Em hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ, cô ấy mong muốn điều gì về tình yêu. Cho mình đứng dậy được không? Đứng dậy được, kìa. Được, dạ. Tự nhiên cùng với nhau, xin chào. Dạ. Cái này là như mọi người anh chàng hay nói là mình đến đây là một cái duyên, nên là một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nên mình hy vọng là sẽ quen được nhau. Ok. Còn điều nữa, em nãy giờ em quên nói, anh dạ. Có hút thuốc không ạ? Dạ, anh không có hút thuốc, không có bia uống bia. Trời ơi, vậy dạ. Tốt quá. Dạ. Ok. Dạ. Mai ngồi. Rồi. Ok. Để tay được bấm đi. Nhẹ nhàng lịch sự quá ha. Đặt tay vào bấm đi. Bạn đồng ý thì bạn sẽ bấm vào cái nút bấm này nha. Có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ chắc là cũng rất thường xuyên. Cái ở này bên đó nhiều người xem không? Dạ chắc em cũng hy vọng là nhiều người xem, tại chương trình em thấy này cũng rất hay. À rồi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm thì mình sẽ quyết định nha. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ xin phép ba mẹ của bạn gái cho hôn bạn gái một cái làm kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, dạ thì xin phép ba mẹ hôn trên má của đứa con dễ thương của cô nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Centong gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Ok. Ok. Nếu như nói đến Pháp thì ta nói đến những mối tình rất lãng mạn như bộ phim kinh điển về tình yêu, nói đến những cái gọi là thương hiệu thời trang nổi tiếng, thật sự là lãng mạn. Hôm nay em nói một cái câu tiếng Pháp nào đó thật là lãng mạn dành cho bạn gái nào. Ok, em sẵn sàng. Je suis très content d'être ici et puis je trouve cette fille très ravissante et je remercie Anne-Lyne và chị Tường d'être présente ici et puis de m'avoir présenté une jolie fille. Oh. Merci. Merci beaucoup. Và đây là cái chậu hoa sống đời, em cầm giùm bạn gái dạ, nha. Bỏ đây nè. Rồi, sống đời, hy vọng tình yêu của hai bạn sẽ sống đời. Cảm ơn. Rồi. Rồi, sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Ok. Ok. Bạn gái chúng ta nào. Đi